tưởng đâu trúng mánh nè. Tưởng đâu dính anh trống già. Xách cái lồng ra chuẩn bị nhốt. Ra tới nơi thấy dính anh gì? Anh này trống tờ. Nuôi mấy con tơ này cũng được nhưng mà lâu lắm, nuôi lâu lên nuôi mất thời gian, bắt con già nuôi. Đứng trong nhà nhìn ra tưởng nó dính anh già, xách nguyên cái lồng ra. À, cái lồng này. Nhà là chấm tơ nha, nó ngực nó lên bông đỏ này. Thấy lông đỏ không? Lông đỏ dưới ngực. Đây còn lông này. Này chắc nuôi vô hay cuối mùa mới trổ. Rồi xong. Hẹn khác đi.